Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của công ty cà phê Leon Có nhiều anh chị đang thắc mắc là cách pha cà phê pha máy ngon thì làm như thế nào Thì công ty cà phê Leon sẽ chỉ cho mình cái cách pha làm sao pha được cà phê pha máy ngon Thì muốn pha được cà phê pha máy ngon thì trước tiên mình phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ Thì dụng cụ gồm có cái gì? Gồm cụ sẽ gồm có như sau Một máy pha cà phê đúng theo tiêu chuẩn Máy pha cà phê đúng theo tiêu chuẩn tức là sao là máy pha cà phê sẽ đạt đủ uh, lực áp suất thì trước mắt của anh chị đây là một dòng máy pha cà phê Casadio a 1 dòng máy pha cà phê này vừa giá vừa tốt vừa rẻ mà đủ các tiêu chuẩn của quốc tế và kèm theo đó là một máy xay cà phê HC 600 thương hiệu HC 600 này là một thương hiệu uh, được nhiều chủ quán cà phê tin dùng và đồng thời ngoài ra anh chị phải đầy đủ các dụng cụ như là tay cầm đồ nhấn tam bơ đầy đủ hết để cho mình được chiết xuất ra đúng cái kỹ thuật pha cà phê pha máy và kèm theo đó là anh chị phải có một cái nguồn nước sạch tinh khiết đạt chuẩn thì đó là cái vấn đề về chuẩn bị còn vấn đề tiếp theo là vấn đề về kỹ thuật pha kỹ thuật pha của anh chị anh chị cần phải nắm hai vấn đề chính thứ nhất là độ xay anh chị phải biết được là cái độ xay của máy pha cà phê này là có đúng chuẩn hay chưa thì thông thường máy xay HC600 này độ xay của máy mới là thông thường là 1.5 Đó anh chị có thể để ý nè nó là 1.5. Anh chị thấy cái mũi tên ngay đây không? Thì mình à, tôi đang chỉnh là 1.5. Thì khi mà máy xay trăm này độ sai chuẩn của hiện tại là đây là 1.5. Thì ngoài ra anh chị phải hiểu về kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật về nhấn. Nhấn cà phê đó. Mình sẽ à, nhấn làm sao cho cái lớp bột cà phê này à, chạy đều trên bề mặt này và nó sẽ trích xuất ra cái dòng chảy cà phê tốt nhất cho mình. Để thực tế thì tôi sẽ làm thử cho anh chị xem đầu tiên mình sẽ bỏ bột cà phê vào tay cầm thì mình sẽ một cái một cái filter này sẽ chứa khoảng tầm 17 g tới tới 18 g bột cà phê nha anh chị mình sẽ bỏ bột cà phê vào tay cầm này đó sau đó thì mình sẽ thấy nhiều quá mình sẽ gạt qua và mình sẽ dùng dụng cụ để mình uh, nhấn bột cà phê chạy đều trên tam bơ mình sẽ để tay cầm vuông góc với mặt bàn một góc 90 độ thế này và mình sẽ nhấn một cái lực vừa đủ không cần chặt quá mà tuyệt đối cũng không phải loãng lỏng như, lỏng nha anh chị nếu mà mình nhấn nhẹ quá thì nó sẽ làm cà phê bị loãng rồi sau khi nhấn xong mình sẽ bỏ tay cầm này bỏ vào học máy pha cà phê để bắt đầu chế xuất ra dòng chảy cà phê pha máy mình sẽ bỏ một cái ly cà phê vô để hứng nước này rồi mình sẽ bấm nút thôi thì trên cái bảng đèn led này sẽ có nhiều cái chức năng một máy pha cà phê chuyên nghiệp nó sẽ có những cái phím chức năng cài đặt tự động nước anh chị muốn nhưng trong cái clip này tôi sẽ sử dụng, sử dụng cái nút nào tròn này thì máy pha cà phê Casio này là một máy pha cà phê thủ top 2 trong những máy pha bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong năm vừa qua cái ưu điểm của máy pha này là máy pha này uh, giá thành tốt và chứa xuất ra cà phê uh, rất là tuyệt vời nha anh chị anh chị có thể để ý nào thì khi mà anh chị chứa xuất xong cà phê pha máy thì mình sẽ có phân thành hai lớp tôi sẽ chỉ cho anh chị hai lớp này thì cà phê pha máy nó sẽ có hai lớp nha anh chị một là lớp Ramai, là cái lớp màu lớp màu nâu này, này, thì cái lớp này sẽ thể hiện cái chất lượng cà phê lớp này dày thì cà phê ngon lớp này không dày thì cà phê không ngon và cái lớp thứ hai là lớp liquid là lớp màu đen này lớp này thể hiện cái vị đắng vị đậm của cà phê pha máy đó khi mà anh chị đã nắm vững về kỹ thuật pha xong thì cái việc mà tiêu chí thứ ba để cho cà phê pha máy ngon là anh chị phải có cái nguồn cà phê ngon thì cái nguồn cà phê ngon thì anh chị phải biết cách chọn lựa nguồn cà phê chứ không phải là người người ta cung cấp anh chị như thế nào thì anh chị mua cái đó thì cái nguồn cà phê ngon của pha máy chuyên dùng thì sẽ có hai cái điểm như sau thứ nhất là hạt cà phê pha máy không được rang đậm quá tại vì sao không được rang đậm quá khi mà rang đậm quá thì khi đi qua cái áp suất của nước nó sẽ làm cho hạt cà phê bị cháy khét thì rang đập là rang như thế nào anh chị thể để ý nha mình đang có ba cái mẫu này thì cái dĩa ở giữa này là rang kiểu medium rang vừa này màu sắc nhiệt độ rang này là phù hợp cho cà phê pha máy này anh chị còn cái dĩa này và cái dĩa này là hai cái dĩa là đã rang đập hơn so với tư chuẩn hai cái dĩa này sẽ rang đập hơn so với tư chuẩn vì thế khi mà anh chị sử dụng mua cà phê pha máy anh chị không nên mua những hạt cà phê rang đậm như thế này đó random như thế này mà mình bỏ mình bố máy pha mình pha thì nó sẽ bị cháy bị khét đi gây cho cái người uống một cảm giác khó chịu, ức chế và một cái trải nghiệm không tốt và họ sẽ không mua lại mua lại lần sau cho cái điểm bán của mình đâu anh chị. Điểm thứ hai anh chị không mua cà phê tầm ướt, tầm bơ tầm muối, tầm hương liệu. Anh chị để ý nè, cái cà phê này có tầm này thì nó sẽ có một bề mặt bóng bẩy trên lớp bề mặt của mình. Còn cà phê tiêu chuẩn của cà phê pha máy thì anh chị sẽ thấy là nó khô ráo khô rang nó không có tẩm ướp gì hết cái bề mặt nó sạch sẽ như vậy đó thì cái dĩa giữa này là cái dĩa tiêu chuẩn tôi xin nói lại tôi xin nói lại cà phê pha máy là anh chị không được rang đậm rang kiểu medium rang vừa và không được tẩm ướp rang mộc 100 phần trăm đó thì khi mà anh chị muốn pha được cà phê pha máy ngon thì anh chị tôi sẽ tốn gọn như sau là anh chị phải có một cái máy pha cà phê tiêu chuẩn thứ hai anh chị phải nắm được về kỹ thuật pha về cách xay cách nhấn thứ ba là anh chị phải có một cái nguồn hàng cà phê pha máy ngon như thế này thì anh chị nào mà chưa có một trong ba hoặc là hoặc thậm chí là chưa có cả ba luôn thì hãy liên hệ với công ty cà phê leon chúng tôi sẽ hướng dẫn cho mình tất cả những gì chúng tôi biết về máy pha về kỹ thuật về nguồn hàng này và cung cấp cho mình những giải pháp với chi phí đầu tư tốt nhất hãy gọi vào số hotline 1800 mươi để được tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn các anh chị theo dõi chương trình này.